Cả nhà xin chào. Cả nhà ơi, mình đang chuẩn bị làm món bánh bột lọc nè cả nhà. Mình chuẩn bị hai bịch bánh bột lọc. Cái này là bột năng. Mình hôm nay mình làm thử, mình chưa làm lần nào. Rồi hôm nay mình làm thử coi có được không, có thành công không. Ở đây mình có chuẩn bị thịt ba chỉ. Thịt heo ba chỉ mình mua nguyên cục mà nó thấy nó nhiều quá, nó không có ít đó. Cái mình mua cái miếng thịt ba chỉ loại chiên luôn, mình về mình thái mỏng ra mình sắp. Rồi cái này là tôm, mình mua ba lóc tôm nhỏ nhỏ vậy nè. Tại mình lần đầu tiên mình làm, mình cũng chưa có làm lần nào, mình không có biết nó như thế nào, để hôm nay mình làm thử coi có được không ấy. Cái này ba Bi đang đi đón Bi rồi, đi học thêm á cả nhà. Giờ này là gần 6:30 tối rồi, 6:30 là Bi học xong. Trời nó mập mờ vậy nè cả nhà. Đó. Trời nó còn hơi sáng sáng xíu thôi. Bây giờ mình sẽ lột tôm. Mình sẽ lột tôm, lột vỏ tôm ra. Ba hộp tôm mình đã đổ ra rồi, con tôm từng nhỏ nhỏ thôi, chắc bằng ngón tay út mình, bự hơn ngón tay út mình xíu. Một lóc 60 con, mình làm ba lóc 180 con. Cái thịt này mình thái nhỏ nhỏ ra. Tại mình chưa có làm nhưng mà mình thấy người ta chỉ á, thái nhỏ nhỏ ra như là hạt lựu gì đó. Nhỏ nhỏ con này thôi. À, Bi về nè cả nhà ơi, Bi đi học về. Để quay Bi đi học về cho cô chú coi nè. Đó, về đó cả nhà. Xin chào đi con, xin chào đi. Xin chào cô chú. Bi đi học về đó cả nhà. Trời đất ơi. Ông kêu đang điện thoại nói chuyện với bạn, nó kêu tắt liền. Sắp mua nước nè. Bi đi học về con có mệt không? Dạ. Ai mua? Trời ơi, quải cặp nữa, cưng quá, tội nghiệp quá nè. Nó cái giường, cái áo, cái váy để váy ngủ mà dục là vứt đó đó. Đó. Nói cái là đem bỏ vô tủ liền. Trời sao con mất gì kỳ vậy? Hả? Bất kỳ kỳ vậy con. Con chào chú lại coi. Xin chào cô cháu. Con mà có mệt không? Dạ, nhưng mà hôm nay tặng cho nụ chơi Bi. Cho Bi được dạ, chơi hả? Dạ, tặng cho nụ chơi. Mà cô giáo nói Bi cái này là Bi hôm nay làm hát rồi. À, con rồi, cái này. Ồ, cái đó là cô giáo cho con hả? Dạ, nhớ một. Nhớ đó là nhớ hôm nay con mang đó. Sao con không mang nữa, con bỏ vô cặp. Nè coi nè. Trời ơi, cho cái gì nữa? Có nữa. Có cái gì nữa? Cái này. Trời ơi, sao mà cho nhiều vậy? Không biết. Ai cho, mình. Ai cho con? Bạn. Bạn hả? Dạ. Trời ơi, bữa nay là Bi đi chụp hình cùng các bạn để giống như là tốt nghiệp đó cả nhà, giống như chụp hình trước á. Đang nói chuyện đây với bạn, tự nhiên tắt nè. Trời ơi. Cái gì mà giữ thân vậy trời? Trời ơi, đi học mà phải đem quần áo theo cả nhà, sợ ướt, uống nước ướt hay này kia đó. Rồi cái đem quần áo theo. Đem một đôi vớ, một cái váy, rồi thêm một cái đồ lót nữa. Sao? Cái này thích một con gua. Cái này là hâm pí. Con gua ra. Cô ơi, con cá mập, ý con cá. Con này là con cá voi, con cá heo. Này cá heo nè. Đó. Mẹ đang nấu đồ ăn ở ngoài, bây giờ là con tự chơi nha. Nè, con đi vô nhà tắm con rửa tay đi. Dạ. Đi học về chưa rửa tay hả? Nè. Đi rửa tay đi con. Bi. Dạ. Bắt tục. À bắt tục, con đi rửa tay đi con. Ừ. Đi học về là phải rửa tay trước nha. Để coi cái nhà tắm của Bi nào, hồi sáng giờ mẹ không có kiểm tra nè. Coi ra thấy để kiểm tra coi. À cũng sạch sẽ nè.
rửa tay đàng hoàng đây, rửa tay cho đó. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Về cái hai cha con đấy, giờ mình làm tiếp, nãy giờ sắt tới đây giờ làm tiếp. Mẹ ơi. Ừ. Thấy ngon nè. Ừ. Nè cả nhà mình nêm nếm trong cái này là một chút đường, một chút bột ngọt, một chút tỏi bằm với là một chút tiêu. Mình làm mẹ, hai cái dĩa khác nha. Em muốn làm thử mẹ. Bậy. Cái tôm này mình cũng nêm nếm y chang vậy luôn. Cái này là thính thấy đẹp lắm. Ừ, mình nêm để trộn đều lên để khoảng 15 phút. Sau mà mình sẽ xào lại nha. Cô chú thì không phải lớn nha cô chú. Thì lớn nè. Thì lớn nè. Làm mẹ tay dính đó. Ừ, bây giờ mình bắt đầu trộn bột mà hồi xưa giờ mình chưa có biết trộn bột này sao. Bình thường thì mình trộn nước ấm hoặc nước lạnh thôi. Mà cái này nói là trộn nước nóng. Nước sôi. Mẹ cho xíu, cho xíu. Ừ, để mình trộn thử bằng nước sôi nha. Cho xíu, được rồi. Đổ chút nước sôi vô nè. Bắt đầu trộn nha. Nghe Pi muốn làm thử nè. Ôi trời, trời. Trời đất ơi. Để mẹ trộn thử nè. Mà phán được số phán một chứ. Học sao? làm thử nè cả nhà ơi, không có cái đồ mà để làm nữa. Làm thử bằng cái này nè. Chắc thêm nữa đi mới được ăn nè. Đó 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 đó. Đó. Không được. Không không không. Miêu kỳ cái tay. Gỡ nữa. Sao nó không được tròn như người ta trời. Để làm thử một cái nha cả nhà. Để làm thử một cái nha, cái này làm tôm đi. Làm hai con đi. Lần đầu tiên làm sao mà đẹp được. Được rồi nè. Được rồi nè. Không đẹp. Hả? Không đẹp. Không đẹp. Có phiêu. Rồi con làm đi, con làm cá nhân. Thôi vậy mẹ làm cái gì? Được rồi, mẹ nè, mẹ dạy cho. Nè, con làm vậy ha. Nè, con bỏ hai con tôm vô đây. Nè, con bỏ hai con tôm vô vậy nè. Sao rồi con làm vậy nè. Đó, con nắng lại. Nè. À. Thấy không? Dạ. Ừ. Làm thì. Ừ, rồi được rồi đó. Nè. Ồ, mình làm nữa rồi. Ừ. Đây là thừa chứ. Không, tôm thôi, một hồi làm thịt riêng con. Là tôm là tôm, là thịt là thịt. Ăn miếng. Ừ, cho ăn miếng nha. Tôm là tôm, thịt là thịt. Hồi mình làm hai cái mẻ khác nhau. Được nè cả nhà, chứ đâu có tính nổi là quá xỉu đâu. Để cho cả nhà coi nè. Cũng được nè. Đó mà không biết luộc lên nó làm sao thôi nha. Được ha. Trời đất ơi, kiếm lại gì mà nha cha. Ừ đúng rồi. Bóp lại, bóp cái đầu lại. Con để lên bàn tay gì nè. Khoan. Không, con để lên cái bàn tay này nè. Xong con bóp cái này. Ừ, con bóp vậy lại, bóp cái này. Nè, lắp cho đừng nó lòi ra. Đó. Rồi, trời cái của Bi làm đẹp nè. Bi. Ở đây là. Ôi, cái này bự quá, được rồi. Đúng không? Chắc ngày mai mới có ăn á cả nhà ơi. Hôm nay con đi ngủ mà thiếu. Bây giờ rồi, ổn mà, dính luôn không phải rồi. Nè. Cái này đẹp không cả nhà, cái này nè, làm giống như cái manh tu, cái bánh bà sủi cảo á. Ở tết. Không. Anh ép. Yeah. Nè.
Không như vậy. Đưa. Ê, thôi con. Làm cái món này vui nè. Cái là cho Vi tập làm nè. Em ơi. Quá 일 못 하는 사람들이 얼굴에 묻히다. 아. 아, 아닌데. Này cả nhà ơi, xong rồi. Làm được một từng này luôn. Cái này là bên đây là tôm, còn bên đây là thịt nè. Thịt xào đó. Ngon quá luôn. Giờ mình sẽ bắt nước lên rồi cái mình luộc. Nước sôi rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô nha. Cái nước này đó mình bỏ vô một chút xíu dầu ăn với lại một chút xíu muối cho nó đừng có dính. Mình để nhiều quá đó, cái nó làm giờ nó không có biết cái miếng nào là miếng nào luôn á, dính cục lại gì nè cả nhà. Bên đây là thịt nè. Thịt thì nó không có màu gì hết trơn, nó màu nó buồn quá nè. Mình ăn cùng với nước mắm đâm chua ngọt. Nhìn cũng tạm ổn nè. Lần đầu tiên làm mà chưa ăn quá là uống rồi đó. Nước mắm. Nước mắm. Đâu coi nè. Đâu coi dĩa nước mắm nè. Nè, nước mắm. Nè, nước mắm. Cái này là con hay cô chú? Cái này là nước mắm chai. Cái này là nước mắm không phải. Cái này nước mắm thiệt, cái này nước mắm không phải thiệt. Cái đó là mẹ làm nước mắm giả đó Vi. Làm mắm... sao vậy mẹ? Nước mắm chai á. Thử coi. Chai này à. Chai này à. Vi ăn cái nào Vi? Vi có này là tôi mừng hả? Sao vậy? Chết cha rồi, hồi nãy ba Vi quên bỏ hành phi qua nè. Ăn cùng mình cả nhà ơi, để ăn thử cái này là tôm nè. Trời sao nó dính rồi nè ta. Tại mình để nhiều quá cả nhà đó, lý ra mình phải để một lớp thôi. Mà tại mình làm nhiều quá cái mình phải để hết một vô đây luôn nè, cho nên là nó nhìn nó không có được đẹp. Chứ đáng lý gào để một cái thì nó sao? Ngon. Ôm chân dày. Cái này là bột năng mà ở dưới quê mình gọi là bột mì tinh đó gì ta. Lần đầu tiên ăn mà lần đầu tiên làm luôn. Cái gà cơ trung bộ ẩm thực gì á? Trung bộ mình ăn nát lắm. Huế. Arigato. Huế. Món Huế. Yummy. Ngon gì? Mai. Ở đây. Mời các bạn hết. Chờ. Mời các bạn hết. Ồ, nhưng mà. Đúng không tốt nữa. Tại vì bỏ nhiều quá nè. Tại vì nếu mà bỏ một lớp thì nó không sao, tại bỏ nhiều quá. Tại làm nhiều quá một cái để nó chồng lên đó cả nhà. Ăn nhiều đi con. Nhiều, thấy không ngon. Thấy không ngon hả? Sao kỳ vậy? Ăn là không ngon đấy, thấy không ngon. À, thấy không ngon. Hồi nãy ăn hết cái bánh mì rồi nên thấy không ngon phải không? Dạ. Mẹ muốn ăn bánh mì. Bánh mì nãy ăn hết rồi. Có nữa. Ở đâu? Mẹ nói đừng ăn nữa rồi, tôi không ăn nữa đâu. Ờ vậy đó hả? Ở đâu? Trời đất ơi, còn chút xíu à. Cái kia bánh mì. Thôi một cục bánh mì nằm mà xưa. Bây giờ nãy á, mình đi ra ngoài á, mình đi mua cái bột năng này nè, mình mua. Sữa đâu rồi? Cho Bi một ổ bánh mì, thịt. Sữa đâu rồi? Nè. Trời đất ơi, ăn một ổ một mình á. Hôn cho thảm một ớt. Ừ. Một mình ăn hết nổi mì chưa? Nè ăn đi. Hai miếng. Nè con ăn đi. Nè con ăn đi. Nè. Cho sữa nha. Cái này ăn là có sữa nước kìa.
Xin con. Xin lỗi con. Ừ. Ôi. Bác yêu. Mệt chết. Cái tôm với thịt nãy mình xào á, mình bỏ, mình nêm nếm gia vị tiêu này nữa. Trời ơi, ta. Nó vừa. Chứ mà không nêm là nó không ngon đâu. Không nêm là nó lạc nhách. Tại cái bột này nó lạc nè. Cái không biết là bột năng với bột mì tinh nó khác gì cả nè. Hồi nhỏ mình đi hay đi mua bột mì tinh về mình khuấy đường ăn á, hồi nhỏ dưới quê. Mà hồi nhỏ dưới quê thì nó đâu có bán là một cái bọc mà nó đâu có ghi đâu. Giống như mình mua 100g, 200g người ta cân cho mình à. Là ta bỏ vô cái bịch bình thường á, là nói bột mì tinh. Ừ, thơm ta, có ghi vừa ra. Ừ, thì thông thường là làm món này là làm tôm nhiều, nhưng mà tại vì á mình thấy làm có một món tôm á, thấy nó hơi lạc, nó hơi nhạt. Làm thêm một món thịt nữa. Để ăn thử cái thịt nè. Mẹ ơi, bị cái này nôn rồi. Nôn là bị mua nhiều lắm. Nè, mẹ hỏi nè, cái món này là thật sự không ngon hay là nãy bị ăn bánh mì nó no? Nói. Cái gì mẹ? Nãy đi học về bị ăn hết một ổ bánh mì. Yeah. Nó no rồi, bị không ăn cái này hay là cái này nó không ngon? Cái này không no. Ăn cái này khỏi đi uống công cha, phải khỏi đi uống trà sữa trân châu. Được không? Ừ. Đừng có công cha mạnh thì được cắt. Thôi. Ừ. Mọi người á. Cái bột này nè. Cái bột này á, cái bột mì năng này á. À, cái bột năng này á là làm trà sữa trân châu đó cả nhà. Mấy cô thì mang đồ chút cơ. Bà ăn chút. Trời luôn. Sao nó dính dữ vậy ta? Hồi nãy mình có thoa dầu rồi mà. Mình thoa dầu với chảo nha. Rồi cái khi mà mình luộc á, mà ra xong rồi mình bỏ vô một cái thau nước lạnh nữa. Ừ, nè. Mình bỏ thau nước lạnh nữa rồi mình rửa. Xong rồi mình mới đem lên. Chứ mình nếu để nóng thì nó sẽ dính. Rồi cái này nó không dính nè. Làm như có miếng dính miếng hồng. Mà mình thấy á, nếu mà làm mỏng á, cái màu nó đẹp hơn, nó giống như nó nhìn thấy ở trong. Miu vô tay nè, vô tay. Nhưng mà nó gớp, nó bể. Còn mà miếng nào mà làm bột dày thì nó không bể. Nhưng mà ơi, vô tay. Vô tay thẳng nè. Ừ. Ăn đi. Mẹ, cái đó của con phải không mẹ? Cái này hả? Dạ. Chắc vậy quá. Cho nên nó đẹp nè. Bây giờ nãy làm tới hết luôn đó cả nhà. Đứng làm tới hết luôn á. Trời, kiểu như là khoái lăn bột nè. Mà lăn mới đầu không đẹp thôi, chứ hồi lăn đẹp hơn ba bi nữa. Tròn ủm luôn nha. Ừ, làm miếng bột dày là nó bị dai nè. Nó cứng. Dài sẽ cho nó sẽ bụng gà cũng cùng. Cái lầm sẽ bánh khọt. Ừ, cho quay em coi tiếp. Ủa sức mà. Mẹ nói à muốn á, bánh khọt kiếp. Mẹ muốn nói bánh khọt kiếp muốn điều là bà chọn cái nào thích. Rồi bà nói bánh khọt là bà nói bánh khọt. À vậy đó hả? Dạ yeah. Trời ơi, bộ dịch nó làm như mẹ nó không hiểu nè. Bánh khọt cơm sườn. Cơm sườn. Temperature, Turia. Turia. Mẹ phải nói nè mẹ. Ừ. Cơm sườn, barbecue. Cơm sườn. Ừ. Turia, pineapple. Chết. Chết. Con tập pineapple. Hai bà cho gì? Hai bà cho Cần Thơ. Khốn Cần Thơ. Ba ơi. Ừ. Bị chân mẹ nói ba cái nha ba. Không cái. Đấy. Bị nói ba ơi. Ừ. Bị appa. Ừ. Chị thấy mẹ ơi. Chị gái ơi. Appa khổ lý có thế kia được thổ mà gần đâu rồi. Hỏi gì nè. Hỏi cái nước tắc á. Nước tắc là nói tiếng Hàn nước gì?
nước tắc với lại là nước mía. Nước là... tắc, nước mía, nước con. Sa thang su su, chú sư đàm. Calamansi. 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 Calamansi 진짜 좋은데. 아빠 언제 calamansi 가요? 베트남 가면죠? 베트남에 가요. 몰라요. 어. 빠, 비, 미. 비. 빠세요, 뿅기, 뿅기요. 빠세요. 빠세요, 뿅기요, 뿅기. 응. 한거? 한거? 해먹, 두리안. 해먹. 결국 해먹 줄 거. 그치? 응. 해먹 밑가에. 해먹 밑가에. 아. 해먹 밑가에. 해먹 앉아서 밑가에 먹어. 어디 있어? 해먹 낚시. 해먹에서 낚시하면 되지. 그치? không biết là từ đây tới tới Tết nó mới có về Việt Nam được không cả nhà ơi. Chích hai mình tiêm hai mũi á thì về Việt Nam không biết có được hay không, còn nhưng mà bi á nếu mà không tiêm thì chắc là không về được, bỏ bi lại luôn đi. Ba với mẹ đi thôi. Được không? Dạ không? Apa, mama kan petrol mete, apa lo mama mangan deo. Em ơi. Không không. Mình nói để mình hỏi có nhà mà bây giờ mới nhớ nè. Ở Việt Nam á, có nhà mà tiêm vaccine á mà quê mình nó ở dưới quê mình nha, mình ở Kiên Giang mà chị gái mình ở trong xã mà ở giống như khu chợ, nhà thì cặp vách buôn bán đó cả nhà, thì bây giờ là đang tiêm vaccine mà chị gái mình không có tiêm được, giống như là người cặp vách này được tiêm hết trơn rồi, bỏ chị gái mình ra, thì chị gái mình mới hỏi là sao mình bỏ chị gái ra không tiêm. Thì bên y tế người ta nói là chị gái mình không có bảo hiểm y tế cho nên không có tiêm được. Rồi hôm nay là chị gái mới vô bảo hiểm, thì không biết là chừng nào tiêm, là nói hết thuốc rồi, để đợi chờ nữa. Thì mình thấy là ủa, ở Việt Nam á là nếu mà mình không có bảo hiểm y tế thì mình không có được tiêm hả cả nhà, tiêm vaccine á. Tại vì nhiều người ta không có điều kiện á, thì người ta không có vô bảo hiểm á, thì không lẽ người đó là bị không được tiêm sao? Cái quyền lợi của mình nó không có sao? Mình cũng không hiểu luôn á. Mình thấy ngộ, tại vì bên đây đâu có vậy đâu. Bên đây có bảo hiểm hay không thì cái đó là cái bệnh của tự nhiên, ai cũng được tiêm mà, nếu đến lượt thì tiêm thôi. Nhưng mà không biết lý do tại sao, thì là hỏi thì người là bên y tế bên xã ta trả lời vậy đó. Rồi cuối cùng là giống như ở liền canh nhà vậy đó, ở chợ mà liền dắt chứ mà ai cũng được tiêm, chân các chị mình không được tiêm, lý do là không có bảo hiểm y tế. Rồi bây giờ là mới vô bảo hiểm y tế để tiêm vaccine mà hết thuốc rồi phải chờ đợi nữa. Mình thấy làm như không biết là luật ở Việt Nam nó làm vậy hay là với xã ta làm việc vậy thì mình cũng không biết luôn, mình thấy nó ngộ. Bún riêu can chua.
Canchua. Canchua mì cay. Can mì cay. Canchua. À canchua. Canchua banmi. Canchua. Canchua. All. Mì cay Milan. Mì cay. Mì cay. Mình không khoái Milan. Tup po tup teo. Anh tên là sao? Tup po tup teo. Tup teo. Tup teo. Tup teo ca ching. Ca ching. Cái này là theo ý mi rồi. Theo ý mi rồi. Ôi mong. Cái này không được đâu. Ôi mận. Ôi. Trời ơi, mình thích ăn nhất là trái mận với là trái ổi. Còn mấy trái khác là ăn cũng thích nhưng mà bình thường thôi, nhưng mà không hiểu sao á, hồi nhỏ thì đặc biệt thích ăn ổi. Ổi mà ruột nhỏ xíu đó. Trời ơi, ăn cắn nó rột ha. Đau quá. Ổi. Ổi. Yêu leo cao lốt. Yêu leo. Yêu leo. À, không phải cao lốt. Ở trên ở đâu rồi, ổi mận. À, cả nhà ơi, hôm nay mình quay đến đây thôi cả nhà ơi. Bye bye cả nhà nghe. Bye bye. Cái này là hôm qua dẻ. Cái này là hôm qua con dẻ. Hôm qua con dẻ nè, cô chú ơi. Did you know? No, pop comment, no, pop comment, no, pop comment.